Như cả nhà, chào mừng cả nhà quay trở lại cái series game về Bloodfruit là mình đây tôi chẳng cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ đi học trái Phoenix nha, và đây là trái Phượng Hoàng cả nhà, và mình sẽ ăn Phoenix cũng như là giúp nhờ các bạn thức tỉnh tất cả các chiêu của Phoenix nha, và mình sẽ review cũng như là mình sẽ thử test các cái chiêu xem như thế nào này. Ok nha, và chúng ta cùng bắt đầu nào. Yes. Ok, thì bây giờ mình sẽ ăn trái Phoenix nha. Mấy đứa xử mình ăn trái Phoenix cả nhà, cho nên là mình sẽ ăn trái Phoenix. Trái Phượng Hoàng, ok, và các bạn sẽ giúp mình Raylan V2 luôn các bạn, thức tỉnh luôn, thức tỉnh trái Phượng Hoàng luôn các nhà. Đây trái Phượng Hoàng, ok, rồi ăn cái nhà. Đẹp pha trái Phượng Hoàng nó rất là đẹp các nhà, trái của Macro, một cái cánh tay rất là đắc lực của rầu trắng các nhà, thật là tuyệt vời. Rồi tạm biệt Magma, coi như là mình đã farm Magma lên Mastery 100 rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ tạm biệt Magma. Cảm ơn Magma rất là nhiều, và bây giờ mình sẽ ăn trái Phoenix nha. Ok, một cái hình Phượng Hoàng khá là đẹp cả nhà. Phoenix pháo, chiêu đầu tiên là chiêu pháo nha. Chiêu pháo này. Wow, bạn này có Kitsune cả nhà này. Pháo. Nổ bùm. Rồi đi xem tí là nếu các bạn mình nghĩ là các bạn sẽ giúp mình thức tỉnh luôn V2 luôn nha. Rồi sau đó là mình sẽ review hết các cái skill các nhà. Ok, chúng ta cùng đi thức tỉnh V2 nào. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi đang ride cùng với lại các bạn này. Các bạn sẽ mua cái thẻ chip Phượng Hoàng rồi giúp mình các nhà. Nói chung là có cộng đồng cũng như là có fan hỗ trợ quá đã rồi các bạn. Cực kỳ nhanh. Đó, cứ đi theo thôi. như vậy thì nếu mà mình bỏ trái Magma thì mình sẽ không đi được trên mặt nước nữa cả nhà, quá buồn. Đó, rồi chỉ dùng được cái chiêu này thôi. Ui, 3559 đối với một chiêu giấy thôi cả nhà. Ồ, cũng được ha. Bum, không biết là có đánh rộng không ta. Các bạn nói mình đã một kìa, đi chơi cho vui cả nhà. Bum. Ồ, yếu quá cả nhà, không có chiêu gì đánh hết. Có mình God Human thôi. Ồ, lát cả nhà không dính. Lát nha, lát này chữ nó không dính cả nhà. Bum, quá đẹp. Rồi sau một rát cả nhà thì bây giờ mình sẽ học mình thức tỉnh cái chiêu đầu tiên. Vô thực tỉnh nào. Chiêu đầu tiên chúng ta sẽ cần 500 F cả nhà, chiêu Z cả nhà. Pháo thì nó sẽ đổi tên thành cái gì vậy bà nội? Không đổi tên cả nhà. Mình sẽ chơi chiêu tử nha. Quá đẹp ha. Hơi lát thôi. Đẹp quá cả nhà. Ui, chiêu pháo đẹp quá nha. Mà hơi lát. Rồi cả nhà, thì bây giờ mình sẽ thức tỉnh lần thứ hai nha. Không biết là chiêu gì này, mà thức tỉnh nè, thức tỉnh cả nhà. Bao nhiêu F đây? 2000 F cả nhà. Đương nhiên. chiêu F nha. Thức tỉnh được chiêu F nha. Chiêu Phượng Hoàng bay cả nhà. Rồi bây giờ nếu mà bấm F thì nó sẽ giống như bằng Z này, đó. F nè. Quá đẹp cả nhà ơi. Oh my god. Đẹp ha. Quá đẹp luôn. To. Hồi nãy thì cái chiêu ép thì mình thấy là Phượng Hoàng nó bay cái cánh nó hơi nhỏ nhỏ cả nhà. Cái này là khỏi cần giữ luôn. Hồi nãy là chúng ta sẽ phải giữ ép hả? Thì bây giờ mình chỉ cần bấm ép thôi là nó có thể tự động biến hình luôn rồi. Và chúng ta có thể bay. Quá đã luôn. Đã ghê. Như vậy thì mình thấy là cái lông Phượng Hoàng này cả nhà. Hình như mình nghe nói là cái lông Phượng Hoàng này rớt xuống này nó gây sát thương. Để chút nữa mình sẽ ra mình test luôn nha. Ok cả nhà. Rồi cả nhà, thì bây giờ mình sẽ thức tỉnh cái chiêu thứ 3 nha. Mấy các bạn thì vừa giúp rát xong cả nhà này. 3000 F. Wow. 3000 F luôn cả nhà. Xong chiêu gì ta? Xong chiêu X cả nhà, chiêu X. Ngọn lửa hồi phục. Thì cái chiêu mà chịu ép ấy thì mình đã học xong này, thì nó bay như
như được hồi nãy mình test thì nó bay như vậy ok ha. Mà chiêu V nó không biết biến thành thượng hoàng cả nhà. Đó, nó kiểu nó giống cũng giống như UF luôn, mình thấy hơi kỳ kỳ. Tại vì chiêu V thì mình thấy chưa thích tính này mà tự nhiên biến thành phượng hoàng luôn. Nó không có cái các cái bụi bụi phượng hoàng nó rơi xuống cả nhà. Nó nói chung là đánh, nếu mà đánh một phát là cũng biến hình. Không biết là chắc cái chiêu này chỉ biến hình để bay thôi nha, nếu không làm gì được gì hết nha. Này, hồi phục thì được. Nếu mà bấm chiếc giấy phát còn làm lắm vì là chẳng thấy bắt đầu. Đó, kiểu vậy. Ok. Rồi mình xem thử nha, mình bấm hồi phục chữ X, chữ X nha này. Đó, nhìn nó cái đoạn hồi cái đoạn mà cái chỗ bút máu nó sẽ rộng hơn. Wow. Ok nha. Rồi mình sẽ tiếp tục thức tỉnh 1 2 hai chữ còn lại nha. Yeah. Rồi cả nhà, thì sau khi mà mình thức tỉnh hết tất cả các chiêu của trái Phoenix cả nhà, và mình cũng farm lên thông thạo là 315 ha, thì bây giờ mình sẽ test chiêu cho cả nhà cùng xem. Cái trái Phoenix này rất là vui cả nhà. Nó vừa hồi máu này, nó vừa bay được, rồi nó đánh xa này đó, rồi nó gây sát thương trên cao này, rất là hữu ích luôn ha. Lúc đầu thì mình thấy là hơi khó dùng các bạn, nhưng mà sau khi mà mình làm quen một tập thì mình thấy là cũng ổn, cũng như là rất là sướng luôn cái nha. Gì giúp anh ơi? Ok. Đầu tiên là cái chiêu giấy ha, chiêu giấy cả nhà, chúng ta sẽ chưởng này. Đó, một cái chưởng là cái quái nó văng xa luôn cả nhà. Sau đó thì nó đi một hiệu ứng lửa rất khá đẹp. Chưởng bùm, quá đẹp luôn cả nhà, cái màu sắc của cái phượng hoàng rất là đẹp. Rồi chữ X thì chúng ta sẽ bơm máu nha. Này bơm máu, mình giữ X luôn thì nó sẽ bơm lên. Wow, chúng ta sẽ tốn cái năng lượng ở dưới nha. Tuyệt vời. Và chiêu C này nè. Bum. Đó. Nó sẽ ôm đối thủ nha. Nó sẽ ôm đối thủ và nó đưa lên cao, sau đó đập xuống dưới, đập xuống đất cả nhà. Hỏa phượng thiên. Xem lại nha. Bum. Đập xuống này. Bum. Hay chiêu này nếu mà chúng ta dùng mỗi gọi C á thì rất là nguy hiểm luôn. Ồ, từ vì nó sẽ làm cho chúng ta bị rơi xuống nước biển nha. Cho nên là cái chiêu C này chúng ta mình sẽ không dùng cho C ở ngoài biển cả nhà. Không dùng nhiều cho ngoài biển được. Rồi và chiêu V cũng như là chiêu F thì nó sẽ hóa ha. Chiêu V thì nó sẽ hóa phượng cả nhà. Rồi hơi lag rồi nha. Đây, cái phượng này nếu mà chúng ta bị đánh này thì chúng ta sẽ không bị mắc phượng cũng như là không tiến hóa thành người lại. Không có biến hình thành người lại cả nhà. Nó phượng này là phượng kiểu như phượng vĩnh viễn ấy. Đó, chúng ta bay lên. Bắt đầu điều khiển thì nó hơi khó, nhưng mà điều khiển một chập thì dễ cả nhà. Thì nó sẽ bay theo cái việc giữ trục này, chúng ta nếu mình giữ trục đây luôn thì nó sẽ đi theo đó. Thấy chưa? Rồi, còn nếu mà chúng ta như này thì sẽ chỉnh tới chỉnh lui ha, W rồi này S này, W S thì nó sẽ cắm đầu cả nhà. Nó kiểu như không bay tới đâu. Rồi đó, chúng ta sẽ đi theo nó đi theo con trục cả nhà. Ok nha. Và chiêu F thì chúng ta cũng là cái dạng người luôn, nhưng mà chúng ta sẽ hóa thành có một đôi cánh nữa. Ok, và cái bụi phấn này nó sẽ gây sát thương nha. Ok, này các bạn xem này. Gây sát thương cả nhà. Đó. Đây là cái chiêu mà chúng ta sẽ sử dụng để tiêu diệt cá mập Terosac một cách easy. Thì ở clip sau thì mình sẽ đi săn cá mập và mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Cái cách sử dụng cái này khá là dễ luôn. Ok. Đã bắn em. Rồi. Thì nếu mà chịu ép cái nhà thì mình thấy là nếu mà các bạn bị đánh ấy thì nó sẽ biến về cái dạng thường, dạng người lại. Đó, thấy chưa? Rồi nha. Rồi để mình hóa lên về lên. Mình sẽ đánh xem thử này. Yes. Quá đẹp. Ngoài ra thì khi mà thức tỉnh cái Phoenix này cả nhà, thì chúng ta sẽ có được chiêu M1 nữa. Đó là chiêu tap cả nhà. Đó là tap này, bấm này, 1. Đó, nó đại thứ. Quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà nó sẽ có cái thời gian hồi chiêu nha. Này tap này không phải tap liền, tap hồi đâu, nó cách chập này hồi chiêu lại nó mới được. Đó chưa. Ok nha, máu và năng lượng các bạn phải đạt 33%. Nếu mà chúng ta để biến hình được phượng này cả nhà thì máu và mana chúng ta phải trên 33% thì mới được. Quá tuyệt vời. Đó. Là chú ý được chi hồi máu chúng ta giữ ha. Đẹp mà. Nếu mà hỏi phượng thì dùng cái hồi máu nó cái hiệu ứng đẹp ghê cả nhà. Rồi đánh này, đánh chiêu M1. Đó,
có đi lái cả nhà, nó chúng ta phải cần thời gian hồi chiêu nha, chứ không phải là liên tục. Đó, kích này rồi chờ kích tiếp này, đó cứ chờ nha, đó tuyệt vời ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ test farm thử cả nhà. À rồi, mình sẽ dùng code human để dụ mấy ông này lại. Ok rồi, rồi sau đó mình sẽ bay lên nha, bay lên. Ok rồi, mình sẽ cái lúc mà hóa phượng thì nó sẽ gây sát thương đốt cả nhà, hay ta. Ok, test lại cả nhà, chờ xíu này. À, để mình hóa phượng này thì nó có chuyện hiệu ứng đốt không nha. 1 2 3 b. Ok, chính xác nha, cái lúc mà hóa phượng thì nó có hiệu ứng đốt, quá tuyệt vời. Cái chiêu mà chiêu vi hóa phượng này, thiên phượng hóa này thì nó sẽ không có bụi phượng hoàng cả nhà. Chiêu thiên đực ấy, thiên dực thì nó sẽ có bụi phượng hoàng. Rồi, nên như vậy là farm thôi ha. C. Bùm, quá tuyệt vời cả nhà. V. F lại. Yes, trướng. Bùm. Đã. Đây, nói chung là cái trái phượng này mình thấy rất là cơ động luôn ha. Nhưng mà hơi khó dùng một xíu. Hơi dùng quen cả nhà. V. Rồi nếu mà từ dạng F thì chúng ta sẽ có thể chuyển về dạng V. Nhưng mà dạng V thì chúng ta sẽ không chuyển về lại dạng F được. Mà chiêu F của dạng V thì nó sẽ thành một cái chiêu kỹ năng đánh cả nhà. F này. Đó, nó bay tới. Chưởng. Ha. Rồi như vậy là mình đã review xong tất cả các chiêu cũng như là mình thức tỉnh xong Phonix cả nhà. Trái Phonix cả nhà. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ farm lên mát Phonix. Chế Phonix cả nhà, chúng ta đọc nhầm chế Phonix. Bây giờ mình sẽ farm mát Phonix lên 600, thông thạo 600 nha. Hầu như trái nào mình sẽ cố gắng farm mát luôn nha. Rồi sau đó thì tiếp tục mình sẽ đổi trái tiếp và mình sẽ tìm hiểu tiếp các cái trái còn lại nha. Mình còn khá là nhiều trái mình chưa học. Ok, cảm ơn các nhà rất là nhiều và hẹn các nhà các video lần sau. Yes, và nhấn like và đăng ký nha.